Bích Liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả và quý khách hàng của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess. Chào mừng quý vị đến với chương trình làm đẹp của hệ thống công ty EV Princess và EV Nutrition. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên rất là vui xin được trở lại trong ngày hôm nay để xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm đặc biệt của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó, quý vị gọi rất là nhiều, quý vị order rất là nhiều với sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo mà Bích Liên đã gặp gỡ rất là nhiều khách hàng. Quý vị đã cho Bích Liên biết được là sản phẩm EV Princess linh chi và đông trùng hạ thảo rất là hiệu quả. Trước đây họ đã dùng rất là nhiều sản phẩm của những hãng khác mà họ cảm thấy là không có hiệu quả như họ mong muốn. Trong thời gian vừa qua, Bích Liên đã giới thiệu đến hai sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì Bích Liên đã nghe khách hàng cho biết cũng như reorder, gọi vào order thêm nữa cho Bích Liên biết được là sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo của hệ thống công ty EV Princess hiệu quả 100%, thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay Bích Liên rất là vui. Kính thưa quý vị, Bích Liên xin đại diện cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess và EV Nutrition trong uống mài thoa. Xin đại diện cho hệ thống công ty xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị luôn luôn ủng hộ cũng như quý vị luôn luôn nhận cũng như hồi đáp lại những cái sự kêu gọi của hệ thống công ty EV Princess trong thời gian qua. Cho nên Bích Liên rất là vui. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bằng mọi cách quý vị đều đã giúp đỡ cho hệ thống công ty EV Princess hưởng ứng những lời kêu gọi cũng như cái chương trình đặc biệt của hệ thống công ty EV Princess. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy Bích Liên trở lại đài thì trên màn hình của đài có 3 số điện thoại để quý vị gọi vào liên lạc để mua hai cái sản phẩm đặc biệt ngày hôm nay. Bích Liên xin được trở lại và xin rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị một lần nữa. Thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm mà Bích Liên xin được sơ lược đến tất cả quý vị. Linh chi là một trong những sản phẩm nguyên chất. Bích Liên xin nhắc lại với quý vị là organic 100%, có nghĩa là nó khác hẳn với những sản phẩm khác, những công ty khác bào chế 100% organic, có nghĩa là những cái sản phẩm này của Nhật mang về Mỹ và trồng tại Mỹ, mảnh đất cũng thiên nhiên. Họ nghiên cứu rất là kỹ lưỡng một mảnh đất không có ô nhiễm từ nước cho đến môi trường và kể cả ô nhiễm. Sau 6 năm đến 10 năm thì họ đã trồng cái sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo này trong suốt 20 năm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, một cái sản phẩm của Nhật mà nghiên cứu bởi người Mỹ, những bác sĩ rất là giỏi của Mỹ và Đức, pha chế theo kiểu Đức và làm tại Mỹ. Tất cả trồng cũng như lọ cũng như chai vào chất phẩm của nó cũng đều làm tại Mỹ, 100% organic, 100% rất là khó kiếm. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những sản phẩm mà quý vị nên dùng. Bởi vì quý vị thấy trong thời gian qua Bích Liên đã nghe khách hàng của Bích Liên chia sẻ với Bích Liên rất là nhiều, đã mua rất là nhiều sản phẩm khác trên thị trường, pha chế rất nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên họ rất là cần một trong những sản phẩm organic 100% bào chế, không có pha bằng bất một cành thức nào trong cái sản phẩm này cả. Đây là 100%. Vâng thưa quý vị, bên cho nên ngày hôm nay Bích Liên rất là vui xin được trở lại một lần nữa, xin giới thiệu đến quý vị 100% organic của sản phẩm EV Princess linh chi và đông trùng hạ thảo. Quý vị dùng, quý vị ngăn ngừa được những chứng bệnh như là tê nè, những chứng bệnh đau nhức trong cơ thể, quý vị ngăn ngừa được sức khỏe chẳng hạn như là cholesterol, rồi máu cao, hay là quý vị biếng ăn mất ngủ, rồi quý vị ngăn ngừa được rất là nhiều bệnh đau nhức trong cơ thể quý vị. Bởi vì quý vị biết trong cái cơ thể của chúng ta càng ngày đó thì chúng ta mất đi những cái năng lực trong cơ thể mình, bởi vì không trong đời sống của mình đó rất là vất vả. Mỗi một ngày trong cơ thể của chúng ta sau khi 25 tuổi, những tế bào trong cơ thể của mình sẽ dần dần chết đi. Mà quý vị không có ăn uống đầy đủ thì cơ thể của mình sẽ có những cái sự ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Cho nên Bích Liên xin phép quý vị là linh chi và đông trùng hạ thảo sẽ kích thích tế bào sống lại trong nội tạng của quý vị, ngăn ngừa được rất là nhiều. Khi mà quý vị dùng đông trùng hạ thảo này thì quý vị bổ thận nè, quý vị có thể, quý vị nào mà biếng ăn mất ngủ hoặc là quý vị đi tiểu đêm rất là nhiều, một buổi tối mà mình đi tiểu 2-3 lần thì làm sao mình có giấc ngủ ngon, phải không thưa quý vị? Một ngày làm việc mệt nhọc rồi mà ban đêm mình không ngủ yên để ngày mai mình có sẵn sàng sức khỏe sảng khoái để mình đi làm
thì rất là cực khổ. Thì khách hàng cho Bích Liên được biết rất là hiệu quả khi mà khách hàng đã dùng qua đông trùng hạ thảo và linh chi trong thời gian qua, vừa ngủ được yên giấc mà ăn thì ngon miệng. Những người quý vị nào mà biếng ăn mất ngủ thì quý vị nên dùng linh chi và đông trùng hạ thảo. Và Bích Liên cũng xin phép thưa quý vị là nó ngăn chặn được những cái tế bào ung thư trong cơ thể quý vị. Chẳng hạn như quý vị đã ăn những cái thức ăn ở Mỹ bây giờ, rất là nhiều nơi cũng vậy, quý vị dùng những thực phẩm bây giờ nó có rất nhiều hóa chất, thì những cái chất độc trong cơ thể của mình, quý vị dùng linh chi và đông trùng hạ thảo thì quý vị được đào thải đi những cái hóa chất trong cơ thể của mình ra hàng ngày, thì mình không có bị những cái ô nhiễm trong cơ thể của mình, thì trong cơ thể của mình sẽ có nhiều sức khỏe hơn, nội tạng của mình sẽ bổ hơn, khỏe hơn, thì quý vị ngăn ngừa được những cái chứng bệnh ung thư trong cơ thể của mình. Cũng như quý vị nào đang bị tiền những cái án như là ung thư thì quý vị cũng ngăn ngừa được cái chứng bệnh đó, quý vị không có được không có bị nảy thêm, ngăn chặn được rất là nhiều. Và thậm chí quý vị nào đang chữa trị chemo về cái chứng bệnh ung thư của mình trong cơ thể thì linh chi và đông trùng hạ thảo này cũng giúp rất là nhiều cho sức khỏe, để quý vị có sức khỏe để mà quý vị trị liệu những chứng bệnh quý vị đang có. Đó là một trong những mà khách hàng rất là nhiều đã giới thiệu cho Bích Liên được biết. Thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm mà quý vị có thể dùng, và quý vị có thể dùng ngăn ngừa cho chính bản thân mình, quý vị có thể mua cho bạn bè người thân của mình, già trẻ bé lớn đều dùng được. Thưa quý vị, nam nữ lão ấu đều dùng được sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo này. Bích Liên được biết quý vị đã chia sẻ với Bích Liên là vừa rồi đi làm mà ngủ không có ngon, ăn cũng không có được ngon miệng, ngủ không yên giấc. Thì khi mà thấy Bích Liên giới thiệu hai sản phẩm này trên hệ thống truyền hình thì khách hàng đã mua và dùng cũng như đã gọi cho Bích Liên được biết rất là tốt, đã giúp được ăn ngon và ngủ được yên giấc. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Bích Liên rất là hân hạnh và vinh dự được trở lại một lần nữa để cảm ơn sự ưu ái của tất cả quý vị dành cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm DV Princess, đặc biệt là cái tình cảm quý vị đã dành cho Bích Liên trong thời gian qua. Những số điện thoại trên màn hình, quý vị có thể gọi ngay bây giờ là 714-461-2403, 714-461-2403, hoặc là quý vị gọi 408-849-1152. Vâng, thưa quý vị, và những cái số điện thoại trên màn hình thưa quý vị gọi thì quý vị sẽ được trả lời rất là nhiều. Trên cái hệ thống truyền hình thì Bích Liên không thể nào trình bày hết chi tiết về cái hữu hiệu của nó, nhưng mà xin thưa quý vị phải nói rằng linh chi và đông trùng hạ thảo nguyên chất này chữa bá bệnh, ngăn ngừa rất là nhiều bệnh tật trong cơ thể của mình. Bích Liên xin phép thưa quý vị là chúng ta nên người bệnh hơn là chữa bệnh. Quý vị có thể mua linh chi và đông trùng hạ thảo dùng cho chính bản thân mình để mình có những cái sức khỏe tốt, mình không có phải làm phiền người thân của mình. Và đặc biệt hơn nữa, quý vị có thể mua linh chi đông trùng hạ thảo này tặng cho người thân của mình, tặng cho người mẹ của mình nhân ngày lễ sinh nhật, tặng người mẹ của mình nhân ngày lễ hiền mẫu, tặng cho người cha của mình nhân ngày sinh nhật, hoặc là một trong những ngày kỷ niệm, đặc biệt là những ngày lễ như là lễ cha của mình, thì quý vị nên mua sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo này để quý vị tặng cho người thân thương của mình. Đó là một trong những món quà rất là giá trị. Quý vị nghĩ đến sức khỏe của quý vị, quý vị nghĩ đến sức khỏe của người thân của quý vị mà cái giá cả rất là nhẹ nhàng. 100% organic, không bao giờ được cái giá rẻ như Bích Liên xin phép thưa quý vị. Sản phẩm này là một cái sản phẩm không có một cái hóa chất gì cả, cho nên khi quý vị dùng linh chi và đông trùng hạ thảo thì quý vị chắc chắn sẽ có một cái sức khỏe cường tráng hơn, trong cơ thể mình thấy sảng khoái hơn, mình cảm thấy đời sống của mình có ý nghĩa hơn và mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, Bích Liên trong thời gian qua rất là cảm ơn khách hàng đã chiếu cố và ủng hộ gọi vào trong tổng công ty. Hai đợt vừa qua không còn trong stock room nữa, có nghĩa là hàng đã hết. Trong thời gian chờ đợi này thì Bích Liên xin phép trở lại một lần nữa để quý vị tiếp tục order, rồi hàng tới thì Bích Liên sẽ phân phối ra cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là một trong những điều mà Bích Liên xin phép xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm EV Princess linh chi và đông trùng hạ thảo nguyên chất. Quý vị vừa rồi đó thì Bích Liên có được một cụ có nói với Bích Liên là cụ mệt, rất là mệt, mà cụ bị đau ngay cái hông đó thưa quý vị. Mỗi một ngày cụ phải đi bộ ở ngoài trước sân nhà của cụ để mà cụ có thể đi vào trong nhà để nằm lên giường để nghỉ, bởi vì cụ share phòng người ta. Nhưng mà khi mà cụ nghe Bích Liên giới thiệu
vừa qua thì Bích Liên đã mang hai sản phẩm này đến nhà, thì cụ đã dùng qua trong thời gian 2 tuần qua, thì cụ đã cho Bích Liên được biết là sản phẩm này giúp cho cụ rất là nhiều, cụ ngủ được ngon hơn mà ăn thì ngon miệng hơn, cho nên và cái chứng bệnh của cụ càng ngày cụ thấy bớt đau hơn ngày xưa nữa. Ngày trước đây thì dịnh chiếc xe đó thưa quý vị mà đi cũng vẫn đau như thường, nhưng mà bây giờ khi mà uống linh chi và đông trùng hạ thảo, ăn thì ngon miệng, ngủ thì yên giấc, cho nên cụ cảm thấy cái chứng bệnh của cụ dần dần biến đi. Cho nên đó là cái điều mà Bích Liên rất là vui, xin được chia sẻ cùng tất cả quý vị, cũng như Bích Liên được rất là nhiều khách hàng đã chia sẻ trong những chứng bệnh vừa qua. Chẳng hạn như tê cái tay, tê cả cái tay như thế này, thưa quý vị, ngủ một đêm dậy đó, thì tê cái tay mà cảm thấy cái đầu nó nặng đi. Thì nghe Bích Liên giới thiệu sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo nguyên chất, thì khách hàng đã mua về dùng. Và thưa quý vị, trong một tuần sau đến 10 ngày, thì khách hàng có gọi cho Bích Liên báo rằng sản phẩm Bích Liên đã giúp cho sức khỏe bình phục rất là nhiều, cho nên khách hàng đã tiếp tục order một phần nữa, cũng như cho bản thân của khách hàng cũng như giới thiệu cho bạn bè vừa qua. Đặc biệt Bích Liên xin phép cảm ơn Cindy Hồ rất là nhiều. Cindy Hồ vừa dùng cho chính bản thân Cindy Hồ vừa qua tại Los Angeles, mà còn giới thiệu cho Bích Liên cả 10 khách hàng đã gọi vào order trong tuần qua. Và kể cả cảm ơn chị Linda. Linda đã mua đến 1.500 đô la gửi về Việt Nam và gửi đến Canada nữa. Cái điều đó Bích Liên xin cảm ơn chị rất là nhiều, đã yêu mến, đã dùng qua linh chi và đông trùng hạ thảo giúp cho chị sức khỏe rồi. Chị còn hứa với Bích Liên là mua nhiều để mà gửi cho người thân ở Việt Nam và Canada, mà chị đã thực hiện vừa qua. Bích Liên cảm ơn chị Linda rất là nhiều, cũng như Cindy Hồ trong thời gian qua đã hứa với Bích Liên là nếu sản phẩm tốt thì quý chị sẽ giới thiệu cho Bích Liên thêm, mà quý chị đã thực hiện cho cái điều đó với Bích Liên rồi, cho nên Bích Liên rất là cảm động. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên rất là vinh dự để giới thiệu cho quý vị nào, quý khán giả nào, quý khách hàng nào đã nghe nhiều quá mà quý vị không tin quảng cáo ai cũng có thể quảng cáo thật hay, nói thật giỏi hết trơn á, nhưng mà sản phẩm thì không thấy hiệu quả. Cho nên đây là một cái sản phẩm mà xin quý vị đặt niềm tin ở nó. Bích Liên rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm đặc biệt của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess linh chi và đông trùng hạ thảo nguyên chất 100% organic, không pha chế một sản phẩm nào gọi là thuốc ngủ hay là hóa chất vì trong cơ thể này cả, thưa quý vị. Cho nên quý vị gọi ngay bây giờ những số điện thoại trên màn hình là 408-849-1152 và 714-461-2403 để quý vị sở hữu 3 sản phẩm mà quý vị chỉ có tốn 2 sản phẩm mà thôi, một cái giá cả rất nhẹ nhàng mà giúp đỡ cho cái sức khỏe của quý vị tốt hơn, quý vị cảm thấy an tâm hơn và hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Đây là một cái sản phẩm mà quý vị nên dùng. Quý vị nào mà thất vọng quá nhiều, giới thiệu những công ty khác mà quý vị đã dùng qua không thấy hiệu quả gì cả, thì xin quý vị cho quý vị một lần cơ hội nữa và cho hệ thống công ty EV Princess một cơ hội cuối cùng để quý vị dùng linh chi và đông trùng hạ thảo này, để quý vị có cơ hội, để quý vị cảm thấy rằng quý vị bỏ đồng tiền ra, quý vị lấy lại những cái sự xứng đáng đó. Bởi vì chúng ta đi làm, chúng ta có tiền thì chúng ta bồi bổ lại sức khỏe của chúng ta, bởi vì không có gì quý hơn là sức khỏe và con người mình cả, phải không thưa quý vị? Chính bản thân Bích Liên cũng vậy thôi. Trong 5 năm thời gian trước đây, Bích Liên gặp rất là khó khăn về cái sức khỏe của mình, bởi vì công việc nó bề bộn quá, nay đây mai đó. Cho nên Bích Liên đã nhờ sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo này trong thời gian qua đã giúp cho Bích Liên rất là nhiều. Cho nên Bích Liên đã tìm được một nhóm bác sĩ rất là giỏi, rất là tài tại Mỹ, mà bác sĩ đã pha chế cho Bích Liên để Bích Liên có thể giới thiệu đến tất cả quý khách hàng của Bích Liên cũng như tất cả quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm mà quý vị đặt niềm tin 100% organic. Quý vị thấy trên sản phẩm nó rất là giá trị, kể cả bao bì và phẩm chất đều là sản phẩm rất là giá trị, quý giá trong tủ mà quý vị cần cho gia đình của quý vị cũng như cho chính bản thân quý vị và cho sức khỏe của quý vị. Đây là một cái sản phẩm mà quý vị đặt niềm tin cũng như quý vị tin tưởng. Khi mà quý vị nghe nhiều quá, quý vị nghe không bằng thấy, thấy cũng chưa tin, quý vị dùng thì quý vị mới tin. Vâng thưa quý vị, đó là cái điều mà Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess.
Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, Bích Liên đã được Hòa Thượng ở San Diego cũng như tất cả các Hòa Thượng khác, trong khi Bích Liên đi công tác từ thiện, thì quý ngài đã dùng hoa linh chi và đông trùng hạ thảo, đã lấy được cái sức khỏe của quý ngài khỏe hơn khi quý ngài ngồi đọc kinh cầu nguyện cho Thế Chủ, và tất cả những sức khỏe đó làm cho quý ngài cảm thấy không có bị đau nhức khi mà quý ngài đã quỳ gối đó. Cho nên đã cho Bích Liên biết được là như vậy giúp cho quý ngài rất nhiều. Thì hiện giờ tại San Diego, Hòa Thượng đã giúp cho Bích Liên phân phối rất là nhiều linh chi và đông trùng hạ thảo đến với tất cả quý Phật tử tại vùng San Diego. Bích Liên cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều, cũng như cảm ơn các Phật tử tại San Diego cũng như tất cả các nơi khác. Vừa rồi Bích Liên có cơ hội đến với Atlanta Georgia trong cái chương trình đại lễ Phật Ngọc vừa qua, thì Hòa Thượng Thượng Tọa ở đây cũng đã giúp cho Bích Liên một số rất là nhiều. Đến với Phật tử vừa qua là hy vọng là quý vị Atlanta Georgia cũng dùng đến sản phẩm này và giới thiệu cho chương trình cũng như giúp đỡ cho Thiền viện Minh Đăng Quang, để mà Thiền viện có cơ hội xây chánh điện để mà giúp đỡ cũng như cho tất cả các Phật tử Atlanta Georgia. Bích Liên rất là vui đã đến với chương trình Đại lễ Phật Ngọc vừa qua và được một số khách hàng cũng như gặp gỡ rất là nhiều khách hàng trước đây và Phật tử trong thời gian qua đã nhận đến 200 đông trùng hạ thảo và 100 linh chi. Bởi vì khi mà đường xá xa xôi thì Bích Liên không thể nào mang đến nhiều để mà có thể giới thiệu đến tất cả quý vị được. Cho nên Bích Liên tiện đây xin cảm ơn quý Phật tử và quý ngài Atlanta Georgia trong thời gian qua trong chương trình Đại lễ Phật Ngọc vừa qua. Bích Liên cảm ơn rất là nhiều khán giả cũng như khách hàng đã ủng hộ về linh chi và đông trùng hạ thảo vừa qua. Vâng, thưa quý vị xin phép là nếu quý vị đã có linh chi đông trùng hạ thảo nguyên chất trong tay thì quý vị như thế này, sáng buổi sáng đó, trước khi ăn, trong lúc đó mình bụng đói đó thưa quý vị, trước khi ăn sáng thì quý vị uống vào 2 viên linh chi, sau khi quý vị dùng bữa xong đó thì quý vị uống 2 viên đông trùng hạ thảo thì hiệu quả rất là tốt và rất là nhanh chóng thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Bích Liên cảm ơn chú Niên rất là nhiều, chú Niên ở Chicago cũng đã mua một phần rồi, một tuần sau là chú nói chú đã dùng qua rất là nhiều mà không có hiệu quả. Khi mà chú dùng của EV Finsex thì chú hiệu quả, cho nên chú lại gửi Money Order qua một lần nữa để mua một set nữa linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì ngày hôm nay Bích Liên cảm ơn cô chú rất là nhiều đã quý mến cũng như đã dùng qua EV Finsex linh chi và đông trùng hạ thảo này. Chú cho biết là một trong những sản phẩm mà chú rất là quý là bởi vì nó hiệu quả, còn những sản phẩm khác họ pha chế quá nhiều, nó không có nguyên chất, không có nguyên thủy đó, thì hiệu quả nó không bằng của công ty hệ thống EV Finsex, đặc biệt là linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì Bích Liên xin cảm ơn rất là nhiều khách hàng đã thương yêu, đã chia sẻ cái sự hiệu quả của hệ thống công ty EV Finsex, đặc biệt là hai sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo mang đến sức khỏe cho quý vị trong thời gian qua. Quý vị gọi ngay bây giờ ở 714-461-2403, 408-849-1152. Quý vị thấy những số điện thoại trên màn hình đó thưa quý vị, quý vị cứ gọi một trong những số điện thoại trên. Quý vị nào mà có cơ hội trả bằng thẻ thì công ty gửi đến nhà, không có tính tiền lệ phí. Và quý vị nào có thể gửi check hoặc money order, hoặc là quý vị nào không có phương tiện ở miền Nam Cali mà quý vị rất là muốn có sản phẩm linh chi đông trùng hạ thảo này hay bất cứ một sản phẩm nào của hệ thống công ty EV Finsex, thì quý vị cứ gọi vào một trong những số điện thoại trên màn hình, thì Bích Liên sẽ cố gắng cho nhân viên phải phục vụ quý vị đến nhà. Bởi vì Bích Liên biết được là quý vị không có điều kiện đến mà quý vị cũng muốn có sắc đẹp rồi có sức khỏe nữa. Cho nên Bích Liên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin đại diện cho hệ thống công ty EV Finsex cảm ơn quý vị và xin hân hạnh một lần nữa giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo giữ được sức khỏe, chống lại lão hóa, quý vị không có thấy già, quý vị không có thấy bệnh hoạn trong cơ thể mà quý vị sẽ có một cái sức khỏe cường tráng hơn, mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Quý vị không làm khổ chính bản thân quý vị không phải làm khổ đến người thân của quý vị bắt điện thoại ngay bây giờ để ngừa bệnh hơn chữa bệnh
số điện thoại 714-461-2403, 408-849-1152. Bích Liên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình, cũng như Bích Liên chân thành cảm ơn đến tất cả quý khách hàng vừa qua đã chia sẻ sự hiệu nghiệm của sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo, đã giúp cho quý vị những cái chứng bệnh không còn ưu phiền nữa, không còn phiền não nữa. Bích Liên xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Gọi ngay bây giờ 714-461-2403 thưa quý vị, và 408-849-1152. Bích Liên kính chúc quý vị nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, an lành trong đời sống của quý vị. Bích Liên xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau. Xin kính chào tạm biệt quý vị.